Hi, chào mọi người, thì mình đây. Và như lần trước thì anh em có nghe thông tin về Huawei và Google và những hãng từ Mỹ rồi đúng không? Thì hôm nay mình sẽ nói vấn đề là lệnh cấm dán xuống Huawei thì nó sẽ không chỉ ảnh hưởng cho công ty Huawei không, mà nó còn ảnh hưởng cả vào cả thế giới Android nữa. Rồi chúng ta sẽ vào clip ngay thôi. Và anh em nào đang còn muốn mua điện thoại Huawei thì anh em hãy đến ngày mà Huawei đang có giá rất tốt. Cùng với đó là Samsung Galaxy S10 mình thấy đang có giá giảm tại Huawei luôn. Thì anh em hãy click vào cái đường link bên dưới để có thể xem giá cũng như là thông tin chi tiết về những sản phẩm này nha. Rồi, thì việc mà dừng hợp tác với lại Huawei thì nó được tạo bởi nhiều yếu tố. Việc mà thấy nặng nề nhất là do Tổng thống Donald Trump đã phát lệnh và khẩn cấp về việc là cấm Huawei mua hoặc bán những thiết bị từ những công ty Mỹ. Và nếu những người không sử dụng điện thoại Huawei thì họ cho rằng là tôi không có liên quan và tôi không có ảnh hưởng gì trong cái việc này. Nhưng thực chất mình thấy là nó sẽ có một chút ảnh hưởng với lại thế giới Android. Và hôm nay thì chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này nha. Đầu tiên sẽ nói về là một cái lệnh cấm này nó cực kỳ tốn kém. Như em biết là những công ty Mỹ như là Google, Qualcomm, Broadcom, Intel các kiểu thì đã gọi là chấm dứt hợp tác với lại hãng công nghệ ở Trung Quốc này. Nhưng anh em có suy nghĩ không? Giờ mình ví dụ ha, là Google. Google là một cái trang công cụ miễn phí, nhưng họ kiếm tiền được là nhờ những hợp đồng quảng cáo rất lớn. Thoạt nghĩ là nếu việc cấm Huawei thì họ sẽ không có gặp ảnh hưởng gì, nhưng thực chất là họ cũng phải ảnh hưởng rất nhiều. Thì đây mình thấy là một vài thông tin. Đầu tiên là Google đã đầu tư tiền vào Trung Quốc, bao gồm là một cơ sở nghiên cứu AI Google và từng được họ công bố vào năm 2017. Và song song đó chúng ta có Project Dragonfly, là một dự án được nỗ lực của Google nhằm đưa công cụ tìm kiếm của mình quay lại Trung Quốc. Và bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy công ty đã có mối quan tâm rất sâu sắc ở quốc gia này. Và do vậy cái việc mà Google họ không hợp tác nữa với Huawei đồng nghĩa việc là họ bị gọi là bị tẩy chay tại Trung Quốc luôn. Thì nó sẽ đem lại một cái nguồn thất thoát khá là lớn với lại Google và những công ty khác, không phải như Google không, mà chúng ta có Intel, Qualcomm hoặc là Broadcom hoặc là ZTE. Họ có rất nhiều sự ràng buộc kinh tế tài chính ở thị trường Trung Quốc này. Và lệnh cấm đối với Huawei sẽ làm cái dòng tiền của họ bị nghẽn lại và gây thất thoát rất lớn. Không chỉ là một cái lệnh cấm tốn kém mà Mỹ còn phải hỗ trợ 700 triệu USD cho những công ty nào thay thế thiết bị từ Huawei. Và các nhà lập pháp Mỹ đưa ra một dự luật đề nghị cung cấp 700 triệu USD cho các nhà mạng viễn thông loại bỏ thiết bị mua từ Huawei và các công ty Trung Quốc khác. Dự luật này thì khẳng định rằng là mạng không dây 5G thế hệ tiếp theo của Mỹ sẽ không nên sử dụng hoặc không sử dụng những thiết bị đến từ Trung Quốc như là Huawei, ZTE Corp và các chi nhánh của họ cung cấp cũng không được sử dụng luôn. Và nếu dự luật thông qua thì cái mức số 700 triệu là mức khởi đầu rồi. Chúng ta sẽ còn có một số tiền rất là nhiều nữa để cung cấp cho những nhà mạng viễn thông này khôi phục lại cơ sở hạ tầng. Rất là tốn kém đúng không? Và không có những sự tốn kém đó không đâu, và lệnh cấm này còn có nguy cơ tạo ra một mối đe dọa rất lớn với lại hệ điều hành Android. Và chúng ta biết rằng là Huawei luôn có một cái kế hoạch B, và gần đây như mình đã làm một vài bài tin tức rồi, họ sẽ có một cái kế hoạch làm ra được một hệ điều hành mới để cạnh tranh trực tiếp lại Android. Và tin đồn rằng là hệ điều hành này sẽ có hai phần, một phần là tương thích với lại thiết bị di động Android nhờ những mã nguồn mở của Android. Thay vào đó thì nó còn áp dụng cho những smart home này hoặc là những cái máy tính của họ để thay thế cho Windows nữa, một cái cách chơi lớn của Huawei. Và hệ điều hành này có thực sự tốt không? Chúng ta phải trải nghiệm mới biết. Nhưng hiện tại mình chắc chắn với các bạn một điều, nó sẽ không bao giờ bằng được Android. Bởi vì anh em có thể thấy Android có một cái chặng đường rất xa, khoảng 10 năm mới phát triển tới thời điểm hiện tại. Và Huawei thì họ bắt đầu làm trong vòng 1-2 năm trở lại đây thì họ sẽ không có cái sự hoàn thiện bằng như Huawei. Nhưng bù lại là gì các bạn biết không? Thị trường Trung Quốc chúng ta có 1,4 tỷ dân đang sống tại nội địa, và họ còn có gần 2 tỷ dân đang sinh sống trên toàn thế giới. Và nếu em suy nghĩ, nếu cái kiểu mà mình gọi là tự hào, tự ái dân tộc họ cao lên, và Huawei chính là một cái công ty viễn thông trực thuộc nhà nước Trung Quốc nữa, cho nên là nếu toàn bộ dân của họ đều sử dụng cái hệ điều hành này thì phải là một cái thất thoát rất 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 lớn, và số lượng người dùng của Android sẽ tụt đi một cách khủng khiếp không? Và các bạn nghĩ thế nào? Các bạn hãy comment phía bên dưới nha. Và đừng quên chúng ta có nút like, nút share và nút comment. Đừng quên tham khảo giá tàu Huawei nữa, hiện tại Huawei đang có giá rất tốt luôn. Thì rồi, và đó là video của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Chào các bạn. Nhớ nhấn cái chuông.